Có tìm ma trận nghịch đạo bằng máy tính. Thì trước tiên cho ta bấm cái menu menu 4 để tính toán ma trận. Sau đó là chúng ta nhập cái ma trận A vào, bấm số 1. Ở đây ma trận A thì trong cái đề chúng ta cho đó là nó có 3 dòng 3 cột. Cho nên đây mình sẽ chọn là 3 3. Và lúc này mình sẽ nhập cái ma trận vào. Đấy, như vậy thì sau khi nhập ma trận xong mình bấm AC. Bấm phím Option. Mình lại lôi ma trận A ra, bấm số 3. Và mình bấm cái phím X mũ trừ 1 này nè. X mũ trừ 1 và bấm vô bàn. Như vậy thì mình sẽ được ma trận nghịch đảo của ma trận A, nó chính là ma trận này. Như vậy thì chúng ta sẽ có kết quả ma trận nghịch đảo của ma trận A là như sau: 3 rồi trừ 1, 3 rồi trừ 1 là trừ 2, 0,5, 0,5, trừ 0,5, rồi trừ 0,5, 0,5, 0,5.